Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Lệ Nguyễn TV. Các bạn ơi, hôm nay Lệ Nguyễn đưa các con yêu của mình đi tập thể dục này các bạn ơi. Ngoài tập thể dục ngoài trời này, nhưng mà các bạn ơi, hiện tại thì là dịch Covid vẫn còn đang tràn lan khắp mọi nơi các bạn ạ. Hiện tại thì dịch Covid ở khu vực xung quanh nhà mình thì vẫn còn có rất là nhiều, cho nên là mình cũng hạn chế cho con của mình ra ngoài đường lắm. Thì hôm nay các con năn nỉ xin mãi thì mình đã sắp xếp thời gian và cho con yêu của mình đi chạy xe ở ngoài đường một chút nha cả nhà. Thì đây, hôm lâu lâu mới được sổ lồng nên là các em chạy xe các em rất là ham chạy rất là nhanh nha cả nhà. Chạy cái nhanh rồi té rồi tông tùm lum hết, nhưng mà cũng mẹ cũng nhắc nhở rất là nhiều và cũng không có nghe lời mẹ cho lắm, nên là tại vì lâu lâu mới được sổ lồng cho nên là chạy tới bến cho đã. Đây cả nhà thấy không, bây giờ là các con đang chạy này, buổi sáng nha các bạn. Cả nhà có nhiều người tập thể dục nữa. Đó, đây là khu đường trước sân nhà mình thì mọi người cũng ra đường rất là hạn chế nha các bạn. Bây giờ là 6 giờ sáng nha các bạn, tầm 6 giờ 20 rồi các bạn ạ. Thì mình cho các con của mình đi tập buổi sáng và buổi chiều. Nếu mà buổi chiều mà mát á, thì mình cho các con của mình đi tập buổi chiều. Và bây giờ hôm nay thì mình đang cho các con của mình đi tập buổi sáng nè. Sáng ra mình phải làm một ly cà phê các bạn. Thời điểm này là đang vào lúc buổi chiều này các bạn, buổi chiều tối này. Mình cũng tranh thủ sắp xếp thời gian cho các con của mình tập một chút xíu, thể dục một chút xíu để cho các con thư giãn với thứ nhất, thứ hai nữa là xả stress mùa dịch các bạn ạ. Mùa dịch chứ thôi các bạn ở nhà thì không biết các bạn thì sao, chứ còn mình nhá, mùa dịch ở nhà thì mình cảm thấy mình rất là stress các bạn ạ. Mình rất là bận rộn và stress nhiều lắm, tại vì hàng ngày mình còn phải làm rất là nhiều những công việc lặt vặt linh tinh, lo cho các bé nhà mình nữa nè, rồi lo cho ăn, rồi dạy cho học làm cô giáo nữa, rồi dọn dẹp nhà cửa, rồi công việc làm ăn buôn bán đủ thứ hết các bạn ạ. Cho nên là mình cũng rất chi là bận và cũng bị stress nhiều các bạn ạ. Cho nên hôm nay á, trong video clip ngày hôm nay á, thì Lệ Nguyễn cho con của mình ra ngoài để xả stress và tâm sự với cả nhà, cho cả nhà thấu hiểu được cái cảnh, cảm giác được cái cảnh một người phụ nữ và có ba đứa con nhỏ. chắc bạn nào mà đã có em bé rồi, một con cho đến hai con đến ba con thì đều thấu được những cái cảnh coi con nhỏ, nên là các bạn cũng rất là thông cảm cho mình. Lâu rồi hôm nay mình mới ra được video mới. Và đây các bạn thấy không, chạy xe thì em còn chạy còn yếu tay lái cho nên là nên là cũng bị té này các bạn đó. Cho nên là chúng ta phải giám sát các con chạy và wow, dạy cho các con chạy từ từ. Trong video clip ngày hôm nay thì Lệ Nguyễn cũng dạy các con của mình chạy xe nữa các bạn ạ. Chỉ các con của mình chạy xe nữa đó, cho các con trải nghiệm từ từ. Khi mà các con bị té, các con sẽ tự đứng dậy và tự đi tiếp được, và các bạn con sẽ đi khá hơn. Và cho các con tập lái xe một cách cho vững chãi hơn nha cả nhà. Đây còn ba anh em đây đấy, anh trai thì anh hai á, thì đi xe ngon rồi, còn anh ba thì đi xe vẫn còn sợ lắm, tay lái còn yếu bị té hoài. Còn em Úc á, thì chỉ đi quậy thôi, rồi anh ba chở, anh hai chở em thì còn ổn chứ. Đó cả nhà thấy không, quậy lắm.
Ôi trời ơi, quậy lắm cả nhà ơi. Nên là rất là mệt mỏi. Lệ Nguyễn còn phải mệt mỏi một thời gian nữa sau khi các con của mình được lớn lên. Và lớn lên một chút nữa thì Lệ Nguyễn mới đỡ mệt mỏi, vì các con của mình còn nhỏ quá. Và trong bây giờ các bạn, dịch bệnh á, các con của mình không có đi học đến trường học được á. Con trai đầu của mình đang học lớp 3 và giờ cũng phải học online. Rồi con thứ hai thì cũng đang học lớp trồi. Thì sang năm em mới vào lớp 1. À, đang học lớp lá, I'm sorry. Rồi Úc của mình cũng đi học rồi đấy các bạn. Nhưng mà nhỏ quá nên là mình cũng không có thời gian để dạy các con học online. Nên là chỉ có anh con trai đầu của mình này, Cao Hoàng Long này, là học đang học online và học lớp 3 thôi nha các bạn. Còn các hai em kia thì mình lâu lâu mới dạy các con tập viết thôi, không có nhiều thời gian để dạy các con học các bạn ạ. Cho nên là cũng rất là bận rộn, lâu lâu cho các con ra ngoài giải trí vậy thôi các bạn ạ. Tình hình này thì dịch bệnh không biết đến bao giờ mới chấm dứt, nhưng mà mình cũng hy vọng là dịch chiếc này mau bớt lại và cho mọi người được bình an, khỏe mạnh, trở lại một cuộc sống bình thường. Mong mọi tất cả mọi người giữ gìn sức khỏe. Bây giờ thì mình đang dạy các con của mình đi xe đạp này, bắt các con của mình đi từ từ thôi, đi nhiều quá, đi nhanh quá sợ lắm các bạn ơi. Đấy, sợ lắm. Thì video của mình cũng dài rồi, thì mình sẽ khép lại video của mình ở đây nha. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình, đã lắng nghe tâm sự của mình. Tâm sự của mình tuy rằng dài dòng nhưng đó là những lời tâm sự thật. Mong các bạn lắng nghe và xin các bạn cho mình một ít ý kiến đóng góp để mình ra được video mới nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.